mới đồng ruộng như nè đó, không giờ tháng bảy không bán đó, không muốn bán được nó bây giờ mà gới không nổi rồi. Nhưng mà ở đây đi cũng cày súng, không không có thổ cư mà cũng cắt nhà mà chịu, nó mua nhà ấy, nó mua nó đi kiếm mua nó mua chứ nó sợ mấy người nhỏ xíu này nó vô có thời gian dân cho lần xanh xanh đó, không thấy không mà lộ vô lần xanh xanh chạy dài nắng á, chứ mà nó mua cái đường gần xuống Cần Thơ á, nằm ngay quốc lộ luôn á, có ba mươi mấy triệu không à. Để nữa tao đưa về nhà tao đưa cái video đó cho mày coi, mà tao không dám mua nữa, có 360 mấy triệu không à. Đó con đường làng bên quê bên hai bên đó, con kênh nhỏ gì thôi đó mà đắt gì là tỷ 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 không đó, hai bên kênh suối. Lúc nó mà ta đang coi nữa, ta đưa video cho nó mày coi, 367 triệu công, nó giống mà mày sau vô giống nãy vậy đó Giang, mà cầm đường lộ xuống Cần Thơ luôn đó, mà nó gần chợ luôn luôn đó, mà đất bây giờ nó đâu có cho mày lên nấu cơm nữa đâu, hiểu không? Mày không cho lên nấu cơm mày mới chạy tao bao lên là lại nó giục mày xuống. Miền Nam này con đường bán chiếc ba công có 240 triệu đó, ta lên dòng nhãn như thế. Dường là nhãn này hả? Giờ tao trả 2.6 nó ba công công 80 triệu. Công 800 triệu rồi mới đăng này à. Giữ cái trời, ai mua chúng giữ rồi. Đất này làm ăn được cái gì đâu. Hồi đó đất múc canh tôi nhớ đâu đây nè ta. Đất đó bắt cá ngay canh chỗ hàng đó đó. Đi tới đây. Hả? Mấy công bạn mới cho đủ đã trời đó, hai bên đường ruộng không mà đất này giờ vàng đất vàng 800 tỷ đúng rồi. Bác cầu ngang trời ơi, ruộng mà trồng bông đẹp quá vậy. Bà Dũng đây mấy cái bông này xả trời ơi, đất này giàu luôn. Nhỏ bắt cá ở đây quên đường về luôn nè, đó đây là đường đê công đó, mà giờ làm lên con đường đa này giờ đất này vô có tỷ công. Trời ơi, công nhận ông Thiên ta giữ ruộng ông trồng bông đẹp ghê trời. Ủa ông là ông trồng bông vậy đó? Ruộng mà ông này ông thích bông, ruộng mà trồng bông đẹp ghê trời, mà trồng gì nhìn miếng đất có cho chạy sao đã. Đang đất tỷ không? Wow, cái miếng đất này lại được bao nhiêu trăm xài đã? Thôi đó giờ hai chồng kia lục lục qua mua 300 400 mới mua nó bắt cái đầu quá. Nói chung mà tại đây giờ chưa biết, như hồi đó Long An trên chị Hương cũng vậy thôi, ăn áo vô là 100 tỷ thì mấy không bây giờ ai đâu mua. Chỗ về luôn á, đó nãy chạy đường kia không có quay quay đường này, đường kia vòng trơn á, giờ con đường làng đã không đắt vậy mà tỷ tỷ đất gì hôm nay giờ gới không nổi, không biết làm ăn nó giống gì, mấy ông nội này mấy ông cò đưa giá lên nhà tỷ không,
tính ra đất này giờ mất hơn Tiền Giang với Long An nữa. Ừ, mà ở đây giờ làm ăn được cái gì? Mệt, mệt rồi bởi, mệt nè. Vậy hả trời? Tiền nào vậy? Tính ra giờ nhà nước hay lòn giờ ta làm liên thông hết trơn đã ha. Chỗ qua cái lộ cái cầu nữa luôn. Ừ. Chỗ qua lộ mới luôn. Làm liên thông hết trơn. Giờ tính ra cũng tiện. Nhà đường quê. Giang đây hết trơn chùm khu vực địa bàn này luôn. Chùm chữ O này chùm hết luôn đó. Ở đây mình chỗ ra mương danh hả ta? Chỗ qua nó mía rồi qua chút. Ờ biết rồi. Cái này tính ra đó hai cái nhà ta chỉ mình tính ra dưới đó ngon ở đây ta đường lộ chánh luôn mình thân dễ hơn ở đây. Ở này mùa miên đang này tỷ ba nhà làm ăn gì tỷ ba để ta bụng thêm tỷ mấy ta mua dưới kia ba công mà được hai căn nhà mà đất vườn nữa. Ở đây mình mua nhà mình nhìn liếc ngang đầu tư là kiếm lời, ví dụ cái nhà ở trong nó vài trăm còn lời cho cái nhà nó dưới đất thì theo mình tính cái nhà cắt cũng 500-600, nhưng mình tính miếng đất nhưng mình tính tỷ ba là dân đầu tư cho tao dễ thấy lỗ luôn. Không có đường ra, chỗ đó mình làm ăn gì được. Nếu làm ăn được chỉ ở dưới ruộng rồi. Ở gì thì dân ở quê mình đây thì đâu biết nếu là nhà ở rồi xong. Cái tính về làm ăn thị trường. Đó, con đường làng quê cho bà con. Đó, đây là bây giờ dùng này nó mới nổi lên. Nhà đây sạch luôn. Hết khu luôn ha, đi vào mà hồi đó mấy con đường này nó có trước con đường bển ngày xưa phải không? Xa bển luôn hả? Cái kinh nó chút xíu giờ nhà ở đây có chồng nước ngoài không? Hồi giàu quá ha.